IAWAY hân hạnh tài trợ chương trình này. Kính chào quý vị khán giả và các em thiếu nhi đang đến với chương trình Vui học tiếng Anh. Quý vị và các em thân mến, như vậy là sau một tuần chúng ta lại được gặp nhau và cùng có những giờ phút học tiếng Anh thật vui và thật hấp dẫn. Có lẽ vào giờ phút này đây thì các em thiếu nhi đang rất nóng lòng muốn biết là bài học hôm nay của chúng ta là gì. Vậy thì các em thiếu nhi ở độ tuổi mẫu giáo từ 4 cho đến 6 tuổi, chúng ta hãy cùng nhau làm quen với mặt chữ và cách đọc tiếng Anh các bộ phận trên cơ thể con người qua phần hướng dẫn của giáo viên Apipun nha. Everybody sit on the blue circle. What's your name? My name is Miss Abby. How are you today? I'm fine, thank you. What's your name? My name is Rose. How are you today? I'm fine, thank you. What's your name? My name is Helen. How are you? I'm fine, thank you. Good job, Helen. What's your name? My name is William. William. How are you? I'm fine, thank you. My name is William. My name is William. John. What's your name? My name is Sylvia. How are you? I'm fine, thank you. Good job, Katie. What's your name? My name is Jane. How are you today? I'm fine, thank you. Nice. What's your name? My name is Miss Abby. How are you? I'm fine, thank you. What are these? Good job. Two eyes. Two eyes. Good job. Okay. Hands. Two eyes. 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 Everyone, touch your eyes. Job. What are these? Two eyebrows. Chuck. Two eyebrows. Helen. Two eyebrows. Everyone, touch your eyebrows. Two eyebrows. Good job, everybody. What are these? Eyelashes. Michelle, what are these? Eyelashes. Good job. Jen, what are these? Eyelashes. Good job. Eyelashes. What is this? Head. How many heads? One head. One head. Everyone, one head. One head. Bill. One head. Katie. One head. Good job. Helen. One head. Good job. Everyone touch your head. One head. What are these? Two shoulders. Two shoulders. Two shoulders. Everybody touch your shoulders. Two shoulders. Good job. What are these? Two knees. Again, two knees. Two knees. Good job. Shark. Two knees. Good job. Helen. Two knees. Michelle. Two knees. Good. Everyone, touch your knees. Two knees. What are these? Ten toes. Fingers.
thumbs do you have? Two thumbs. Bill, what are these? Two toes. Okay, Shark, how many thumbs do you have? Two thumbs. Everybody, look and listen. Okay. Teacher says, touch your head. Teacher says, touch your eyes. Touch your mouth. No, no, teacher says, no. Everybody stand on the blue circle. Teacher says, touch your head. Teacher says, touch your eyes. Teacher says, touch your eyebrows. Touch your nose. Ooh. Teacher says, touch your nose. Teacher says, touch your mouth. Touch your ears. Ooh. Teacher says, touch your ears. Teacher says, touch your mouth. Touch your tummy. Ooh. Sophie. What is this? I see one head. Good job, Sophie. Teacher says touch your head. Teacher says touch your ears. Teacher says touch your knees. Teacher says turn around. Teacher says jump. Teacher says stop. Touch your head. Michelle. What are these? 10 toes. Everybody, sit on your mats. Go. Who is this? Chris. What's his name? Nemo. Nemo, yeah, Nemo. What color is he? Orange. Orange. What are these? Toes. Winner, can you blow this way? This way? Whoa, good job! What is this? One hand. Whoa, good job, Miss Lee. Can you blow this way? Whoa, good job. Okay. What are these? Good job. Can you blow? Elephant. Okay. Number ones. What are these? Toys. What are these? Toys. What are these? Toys. I think Katie just first. Katie, can you blow? High five. Good job. Big blow. Good job. High five. Good job. Number three. What are these? Pen. Paul. William got it just first. Okay, William, can you blow this way? This way. Big blow. Whoa, good man. High five. Good job. Number five. Are you ready? Are you ready? Yes. What's this? Hey, one hand. Good job, Jen. Oh, is it this way? I can't remember. Big blow, do another blow. Good job. Oh, good job! Yay! Everybody, let's count. Bees, this is bees. How many? One, two, three, four. Elephants, how many? One, two, three, four, five, six.
Are you ready? Yes! Head, shoulders, shoulders, knees, knees, eyelashes, eyelashes, eyes, eyes, eyebrows, eyebrows, thumb, thumb, fingers, fingers, toes, toes. Các em thân mến, hy vọng là thông qua chương trình của ngày hôm nay thì các em đã biết thêm các từ mới về những bộ phận trên cơ thể con người, đặc biệt là chúng ta biết cách đọc và cách viết các từ mới đó. Còn bây giờ các em hãy cùng đến với câu hỏi đố vui của chương trình Vui học tiếng Anh kỳ này nhé. In the song Head, shoulders, knees and is it A, fingers, B, toes or C, thumbs? Các em từ 4 đến 11 tuổi hãy nhanh tay gửi câu trả lời về cho chương trình. Và các bậc phụ huynh cũng có thể giúp các em thiếu nhi gửi những câu trả lời về theo địa chỉ email. Mỗi tuần thì chúng ta sẽ có những phần quà hấp dẫn. Đó chính là 10 túi đựng bút xinh xắn cùng với 100 phần quà bao gồm sổ tay và một bộ bút dạ quang dành cho những em thiếu nhi nào có câu trả lời chính xác và nhanh nhất. Kết quả đố vui hàng tuần sẽ được chúng tôi công bố trên website www.ioavietnam.com. Mọi thông tin hoặc ý kiến đóng góp xin mời quý vị phụ huynh và các em hãy liên hệ với chương trình theo địa chỉ Chương trình Vui học tiếng Anh, Trung tâm Anh ngữ IOA, số 402 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, điện thoại 0839290100, hoặc chúng ta cũng có thể liên hệ theo địa chỉ email vuihoctiengannh@ioavietnam.com. Bên cạnh đó, quý vị phụ huynh và các em cũng có thể truy cập vào trang web www.ioavietnam.com để biết thêm những thông tin về chương trình. Chương trình Vui học tiếng Anh do Trung tâm Anh ngữ IOA phối hợp cùng Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại vào lúc 19:30 thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7 và được phát lại vào lúc 10:00 sáng thứ năm hàng tuần trên kênh HTV7. IOA hân hạnh tài trợ chương trình này.